Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu, không mua lấy phí. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Sẽ ra sao nếu tôi nói rằng tôi là bố tôi, là mẹ tôi, và tôi đã tự cưới tôi để sinh ra tôi? Có người sẽ bảo tôi là mồ côi, hay lớn rồi còn thích chơi đồ hàng, hoặc là bảo tôi chơi đồ, nhưng mà thực ra tôi được sinh ra từ một nghịch lý. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé. Đó là tối ngày 6 tháng 11 năm 1970, tôi bước vào một quán bar trong ánh mắt đố kỵ của mọi người. Đấy là vì tôi đang mặc áo của Trùm Cuối. Quay trở lại với câu chuyện, đó là một ngày không mấy vui vẻ với tôi. Tôi ngồi nói chuyện qua loa với anh chàng bartender. Anh ta có vẻ là một người mới, khá thân thiện. Mỗi tội hơi nhạt. Quả trứng và con gà cái gì có trước? Con mẹ mày. Anh chỉ làm được có thế thôi à? Bà tôi còn biết Liêm là ai đấy. Liêm là ai? Kết thúc mấy câu đùa nhạt nhẽo, tôi quay lại ngồi nhâm nhi đồ uống của mình. Rồi chúng tôi kể lể về công việc. Hồi đó tôi là một người hay viết lách. Tôi viết những câu chuyện tình cảm dưới góc nhìn của một người phụ nữ cho vài tờ báo rẻ tiền. Rồi tôi cá với anh ta rằng tôi có thể kể một câu chuyện kỳ lạ nhất anh ta từng nghe. Ok, chơi luôn. Cho hẳn một chai rượu. Quay trở lại ngày 13 tháng 9 năm 1945, khi tôi còn là một bé gái sơ sinh. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi từng là một bé gái bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi Cleveland. Hồi đó tôi tên là Jane và tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh. Tôi mạnh tới mức làm chùm cái trại trẻ đó. Đứa nào nhờn là tôi đấm hết. Và chúng nó có thể làm gì cơ chứ? Mách mẹ à? Tôi đánh thắng bất kể ai, con gái con trai, bằng tuổi hay lớn hơn tôi cũng chấp hết. Cản bước được tôi lúc này chắc chỉ có ma gaming và mấy cô chú trại trẻ nữa. Nhưng tất nhiên, tôi không chỉ là một đứa trẻ biết đánh nhau. Tôi có đam mê với du hành vũ trụ, toán học và vật lý, đặc biệt là tác động vật lý. Vì sự khác người đó mà tôi không có bạn và bị xem như là một đứa kỳ dị và không ai muốn nhận nuôi tôi cả. Cho tới một ngày, khi đã đủ tuổi đi làm, tôi đã gặp người mà sẽ thay đổi cuộc đời tôi, ông Robertson. Ông Robertson tới đây để mời tôi tham gia vào một dự án. Đó là một chương trình đưa phụ nữ ra ngoài không gian. Vì đàn ông trên đấy vã lắm rồi, và họ cần những người phụ nữ có thể giúp họ thỏa mãn. Quá trình tuyển chọn rất là khó khăn. Họ yêu cầu những người phụ nữ phải có thể lực tốt, cũng như kiến thức đầy đủ để bay ra ngoài vũ trụ. Tôi đã làm rất tốt, vượt qua tất cả các bài tập, trong ánh mắt không mấy thân thiện của những cô gái khác. Không sao, tôi cũng quen rồi mà. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới một ngày. Tôi đã có một cuộc ẩu đả với một người, mặc dù chỉ là tự vệ, nhưng tôi đã vả cho con khốn đó răng môi lẫn lộn. Vụ bê bối này khiến tôi phải rời dự án. Mặc dù ông Robertson hứa sẽ tìm cách đưa tôi quay trở lại, nhưng tôi biết điều đó khó mà có thể xảy ra được. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng vất vả, ban ngày đi làm giúp việc dọn nhà cho một gia đình, ban đêm thì đi học cách ứng xử. Cho tới một ngày, tôi gặp được người ấy của đời mình. Anh ta đẹp trai, giàu có. Chỉ cần đưa mắt nhìn thôi là đã có thể làm chị em. Ở đây là tôi, rụng trứng. Chúng tôi suy nghĩ, ăn nói, mọi thứ đều rất giống nhau. Như thể chúng tôi là một cặp trời sinh vậy. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Vì chỉ một thời gian ngắn sau, anh ta cũng bỏ tôi mà đi, không một lời từ biệt. Để lại cho tôi một cái thai trong bụng. Mẹ mày nói ít dặn phải để lại 5 triệu cái gì đấy chứ. Với cái thai trong bụng, tôi nghĩ ông Robertson sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Chẳng ai đủ điên rồ để cho một bà bầu vào vũ trụ cả. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng vì con mình. Và con gái tôi đã ra đời một cách mạnh khỏe. Tưởng chừng như đứa con sẽ có thể giúp cuộc đời tôi tươi sáng hơn dù chỉ một chút, thì đời lại cho tôi một cú tát thẳng vào mặt. Vì từ bé đến giờ tôi rất khỏe, chưa bao giờ phải đi viện cả. Chỉ khi đẻ xong tôi mới biết rằng cơ thể của mình có cả cơ quan sinh dục của cả nam và nữ. Nghe nó thật là vô lý, nhưng mà để sinh đứa bé ra tôi đã phải hy sinh phần phụ nữ của mình. Tôi đã phải trở thành đàn ông. Mẹ nó tốn bao tiền học cách ứng xử. Và lúc tưởng như mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa, thì chỉ 2 tuần sau, con gái tôi bị bắt đi mất, mất đi tất cả mọi thứ. Tôi còn phải trải qua một vài cuộc phẫu thuật nữa, uống thuốc, học cách ăn nói để trở thành một người đàn ông. Và sau tất cả, cuộc đời đưa đẩy tôi đến với quán bar này. Anh chàng bartender sau khi nghe câu chuyện của tôi đã hỏi rằng tất cả những điều tồi tệ từng xảy ra với tôi đều là do tên khốn đó đã bỏ tôi mà đi. Vậy tôi có muốn giết hắn không? Tất nhiên là tôi muốn giết hắn rồi. Hắn thật chỉ cần xuất hiện, tôi sẽ tặng ngay cho hắn một cái lỗ để thở ngay. Nhưng trong cuộc sống này làm gì có cái gọi là miễn phí, đúng không? Anh ta nói sẽ dẫn tôi đến trước mặt hắn, với điều kiện tôi phải tham gia làm việc cùng anh ta. Làm bartender á? Tất nhiên là không rồi. Anh ta nói mình làm việc với ông Robertson, và rằng anh ta ở đây để mời tôi về làm việc. Đúng vậy, tôi đã tốn bao nhiêu công sức để kể cho anh ta một câu chuyện mà anh ta nắm rất rõ. Nhưng có lẽ điều đó vào lúc ấy không quan trọng. Anh ta giới thiệu mình tên là John, một đặc vụ thời gian chuyên ngăn chặn các tội ác trước khi nó xảy ra. Nghe hơi ảo ma Canada nhưng mà nó là thật ấy. Anh ta lấy ra một cỗ máy kỳ lạ, gọi nó là cỗ máy thời gian. Và rồi chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã quay lại buổi tối ngày hôm ấy, Cleveland, Ohio, mùng 3 tháng 4 năm 1963, cầm một khẩu súng trên tay.
Tôi hừng hực khí thế tiến đến nơi mà trong quá khứ tôi đã gặp tên khốn đã hủy hoại cuộc đời tôi, sẵn sàng chấm dứt hắn ngay khi hắn xuất hiện. Dòng người vội vã bước qua, nhưng chẳng có vũ nào ở đây cả. Chớ trêu thay, tôi đã va phải người con gái ấy, chính tôi ở trong quá khứ. Tôi như được sống lại cảm giác ấy một lần nữa, được đắm chìm vào trong tình yêu mà tôi trước đây chưa bao giờ có. Bất chấp mọi định luật về thời gian, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thể gọi nó là tự luyến cũng được, nhưng bản thân tôi lúc ấy không còn quan tâm nữa. Có lẽ tình yêu này chỉ đến vì sự thương hại, nhưng đó vẫn là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc một lần nữa của tôi. Rồi đúng hẹn lại lên, đúng 3 tháng sau tôi lại nhìn thấy John như một bóng ma mà tôi không muốn thấy, nhắc nhở tôi rằng mọi cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Mặc dù tôi không muốn rời đi một chút nào cả, nhưng anh ta tiết lộ với tôi rằng anh ta chính là tôi trong tương lai, và đây là cách mà mọi thứ phải diễn ra. Rằng cô gái ngồi kia buộc phải khóc, phải đau khổ, thì trong tương lai mới có tôi, mới có John được. Tôi rời đi, bỏ lại tôi trong quá khứ vẫn ngồi đó chờ đợi. Nhưng một phần nào đó trong tôi cũng đã biết mình được yêu thương tới mức nào. John dẫn tôi đến trụ sở mà anh ta làm việc, gọi là cục thời gian. Cú nhảy thời gian quá xa đã khiến cho tôi bất tỉnh, và khi tôi tỉnh lại, John đã biến mất. Chỉ còn lại đó những cuốn băng chứa những lời khuyên cho công việc và lời nhắc nhở phải trồng lại hạt giống một lần nữa. Tôi đã thay thế anh ta trở thành một đặc vụ thời gian, và tôi đã trở thành đặc vụ giỏi nhất họ từng có. Tôi đã cứu hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng, ngăn chặn biết bao vụ án trước khi nó kịp xảy ra. Mỗi khi cầm vào thiết bị du hành thời gian, tôi cảm thấy vô cùng quyền lực, trở thành một công an đánh đàn chính hiệu. Và có thể nói đặc vụ thời gian đang là vua của mọi nghề. Nhưng vẫn có một kẻ chúng tôi không thể nào ngăn chặn. Chúng tôi gọi hắn là kẻ đánh bom xì xèo, The Fizzle Bomber. Hắn ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn ta luôn biết rõ đường đi nước bước của chúng tôi, và hắn ta cũng đã giết rất nhiều người sau những vụ đánh bom của mình. Trong một lần cố gắng ngăn chặn kẻ đánh bom xì xèo, tôi đã tìm được vị trí của quả bom, sẵn sàng để gỡ và vô hiệu hóa nó. Nhưng tất nhiên tên khủng bố sẽ chẳng để cho mọi thứ đơn giản như vậy. Súng đã nổ, đạn đã được bắn. Chúng tôi combat như thể đây là một bộ phim 007 vậy. Nhưng tới khi tôi nhận ra không còn đủ thời gian nữa, và bùm, khuôn mặt tôi đã bị hủy hoại. Với một quả đầu bốc lửa như thế này, tôi cần gì phải đến 30 sai nữa. Bây giờ chỉ cần về nhà làm tí mai thúy là tôi khác gì Deadpool đâu. Tưởng chừng như đây là nhiệm vụ cuối của mình, thì có bàn chân lặng lẽ đưa tôi thiết bị du hành thời gian của mình. Vậy là tôi đã trốn thoát thành công. Chắc là các cụ đã phải gánh còng lưng. Lạy các cụ. Nên là ngày hôm đó tôi mới sống sót được. Và khi khuôn mặt tôi hồi phục, tôi nhìn chẳng khác gì anh chàng bartender ngày nào ngồi nói chuyện với mình. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Đã gần đến ngày mà tôi nghỉ hưu, ngày mà tôi phải đặt lại hạt giống, chuẩn bị cho một vòng lặp nữa. Rồi mọi chuyện xảy ra thế nào? Có lẽ các bạn cũng đã biết. Tôi quay trở lại quán bar năm xưa, đưa bản thân mình hồi trẻ quay trở lại năm 1963. Nhưng trong lúc hai bản thể khác của tôi đang chim chuột, tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Đó là một lần nữa phải đối đầu với kẻ đánh bom xì xèo. Mà cái chỗ này nhìn nó quen thế nhỉ? Nhưng lần này tôi đến sớm hơn. Quả bom mới chỉ được đặt, nhưng bằng một cách nào đấy, hắn ta biết tôi đang đến. Bùm chiếu, mày giỏi thì bỏ súng xuống đánh nhau như một thằng đàn ông xem nào. Rồi chúng tôi lao vào đấm nhau, và rồi tôi lại thua. Một lần nữa để hắn chạy thoát. Tôi đã cố đi tìm hắn một lần nữa, nhưng thứ mà tôi tìm thấy lại chỉ là bản thân trong quá khứ, ngày mà tôi nhận được quả đầu thịt viên cháy tỏi của mình. À, thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi đẩy cho bản thân cỗ máy thời gian, cứu sống chính mình trong quá khứ. Quá mệt mỏi, tôi quyết định hoàn thành công việc cuối cùng của mình, quay lại bắt cóc đứa con của bản thân mình trong quá khứ, đặt cô bé trước cửa trại trẻ mồ côi Cleveland vào năm 1945, bắt đầu vòng lặp một lần nữa. Tôi quay trở lại năm 1963, đón bản thân của quá khứ, rồi đưa cậu ta về trụ sở của cục thời gian và quyết định nghỉ hưu. Tôi quyết định nghỉ hưu tại New York, ngay gần ngày một vụ tấn công của kẻ đánh bom xì xèo, với mục tiêu sống mái với hắn ta lần cuối trong đời. Manh mối đã có, tôi biết chắc chắn hắn sẽ ở đâu tối nay. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đạp cửa tiệm giặt xông vào, chỉ để một lần nữa nhận ra cuộc đời tôi chớ trêu đến mức nào. Kẻ đánh bom xì xèo, kẻ thù của tôi biết bao nhiêu năm truy đuổi, chính là bản thân tôi trong tương lai. Trông thì có vẻ là tác hại của việc chơi đồ. Mặt đồ ở đây có lẽ là cỗ máy thời gian, vì chiếc của tôi đã không vô hiệu hóa đúng cách. Tôi đã kể cho các bạn nếu dùng quá nhiều thì máy sẽ ảnh hưởng tới thần kinh chưa? Nhìn hắn ta mà học tập. Mặc kệ lời cảnh báo của hắn rằng việc tôi sẽ trở thành hắn và rằng giết hắn sẽ chỉ tiếp tục vòng lặp, tôi đã cho hắn vài viên kẹo đồng không chút do dự. Tôi đã đạt được thứ mình muốn, kết thúc cái kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng đây không phải là khuôn mặt của kẻ chiến thắng. Chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra mọi thứ, rằng tôi chỉ là một quân cờ của cục thời gian. Tôi chính là hiện thân của con gà và quả trứng, con rắn tự nuốt đuôi của chính mình. Từ trước đến nay, không có đầu không có kết. Trước đây tôi chẳng thể đùa một câu ra hồn, thì ra ở đây trò đùa lớn nhất lại chính là cuộc đời tôi. Một cuộc đời mà giờ tôi đã biết chính xác nó sẽ kết thúc như thế nào.